đổ không thưa chị Hoàng Anh? Dạ thưa, tất cả người Việt quốc gia đều lên án cái chế độ chính trị phi nhân và cái đảng cầm quyền phản quốc hiện nay ở Việt Nam. Nhưng mà trong cái vòng tiếp xúc hạn hẹp của tôi thì tôi không thấy ai tin rằng Đảng Cộng sản nó sẽ tự sụp đổ. Mà trái lại ai cũng nghĩ rằng người dân trong nước cần phải chủ động làm cho cái đảng đó và cái chính quyền đó sụp đổ càng sớm càng tốt trước khi Việt Nam bị Trung Cộng nuốt gọn. Cũng với cái ý nghĩ này thì tôi mong ước là tất cả người trẻ trong nước sẽ can đảm đứng lên chủ động cái công cuộc tranh đấu một sống một còn này cho dân tộc và tổ quốc. Và tôi mong ước rằng người Việt hải ngoại sẽ đoàn kết lại thành một cái hậu phương thứ hai vững mạnh bên ngoài Việt Nam. Thưa chị, theo truyền thông báo chí, các trang mạng xã hội, những diễn đàn của người Việt trong và ngoài nước, thì chị nghĩ là những cái phương tiện đó đóng góp như thế nào trong một cái vai trò để mà đẩy mạnh công cuộc đấu tranh giải thể cho đội Cộng sản tại Việt Nam, thưa chị ạ? Truyền thông báo chí hay là những trang mạng xã hội là những cái phương tiện hữu hiệu và nhanh chóng để mà truyền đạt tư tưởng cũng như là để thông tin giữa người trong nước với người ngoài nước. Nhưng mà chúng ta cũng cần nhớ là đại đa số người dân Việt Nam đều nghèo, không phải ai cũng có phương tiện để mà vào được Internet. Và ngoài ra, vì vậy, có lẽ vì vậy mà tôi tin rằng đó, một trong những cái công tác hàng đầu của người trong nước cần là phải việc, vẫn là phải cái việc liên tục tố cáo những cái hành vi buôn dân bán nước của chính quyền Cộng sản, nhất là ở những cái vùng xa thành thị. Ngoài ra chúng ta cũng cần lưu ý là không phải chỉ có người Việt quốc gia mới đang sử dụng những cái phương tiện truyền thông và trang mạng để hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu giành nhân quyền và chủ quyền ở Việt Nam, mà chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng đang sử dụng những cái phương tiện này để đánh phá và làm lũng đoạn hàng ngũ người Việt quốc gia. Một trong những cái thủ đoạn của Cộng sản là cho phổ biến hàng loạt những cái tài liệu, sách vở trên mạng được viết bởi những cái nhân vật, những cựu đảng viên hay là cựu cán bộ ngày xưa theo đảng và ngày nay giả vờ cảnh tỉnh. Những người này chửi đảng và mạnh miệng tố cáo những chuyện mà ai cũng biết rồi để tạo ảo tưởng là họ đứng về phía chúng ta. Nhưng mà trong những cái tài liệu sách vở của họ, mặc dù là họ có thể công bố nhiều dữ kiện chính xác về những điều có thật, nhưng mà đồng thời họ lồng vào đó những cái điều dối trá để bóp méo lịch sử, để chạy tội hoặc là để gây hoang mang, hầu lũng đoạn hàng ngũ của người Việt quốc gia. Họ thừa khôn ngoan để biết rằng người quốc gia bình thường không tự ai đi tìm đọc những cái sách vở của Cộng sản. Nhưng người quốc gia rất thích đọc những cái bài viết hay là sách vở của những người ngày xưa theo đảng, rồi ngày nay cảnh tỉnh. Những người đọc, trong số những người đọc đó sẽ có những người tin thật, có những người hoang mang, bán tín bán nghi. Còn ai mà sáng suốt và chỉ ra những cái điểm gian trá thì sẽ gây ra tranh cãi trong cộng đồng, kẻ bênh người chống, rồi đi đến tranh luận, rồi đi đến bất đồng ý kiến, rồi chửi nhau, chụp mũ nhau là cộng sản, rồi mang nhau ra tòa, vân vân. Cái thủ đoạn thâm độc này cũng không khác gì cái trò kháng chiến giả và đối lập cuội mà Cộng sản vẫn đang dựng lên để làm gì? Để thu hút những người kháng chiến thật và những người đối lập thật để nhận diện họ và triệt hạ họ, đồng thời tạo hoang mang và gây chia rẽ trong hàng ngũ quốc gia vì cái vấn đề vàng thau lẫn lộn thôi. Thưa chị, nhiều diễn giả đã nói lên quan điểm của mình khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông quốc tế là trong cuộc chiến quốc cộng trước và sau tháng 4 năm 1975 ở Việt Nam và ở thế giới hiện giờ bên ngoài, người ta vẫn thường đặt câu hỏi ai thắng ai trong cái cuộc chiến đã chấm dứt 40 năm rồi. Thì ý kiến của chị ra sao ạ? Dạ thưa anh, theo thiện ý thì chúng ta không cần phải mất thì giờ để mà bàn cãi về những cái đề tài có tính cách chủ quan như là ai thắng ai hay là luận về công và tội của Hoa Kỳ. Vì thật ra những chuyện nó cũng đã xảy ra trong quá khứ rồi. Trong khi đó thì theo anh, chúng ta cần phải chú trọng vào những cái vấn đề cấp thiết đang xảy ra trước mắt hiện nay. Đó là cái tình trạng tồi tệ ở Việt Nam ngày nay, càng ngày càng nghèo đói, càng ngày càng thụt lùi trong khi cả thế giới đang tiến lên. Rồi cái sự cai trị tàn bạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và quan trọng hơn cả là cái mối nguy, là cái nền văn hóa đầy nhân bản của dân tộc Việt Nam đang càng ngày càng bị mai một đi. Cộng sản Việt Nam ngày trước đã chiếm trọn được cả miền Nam nhờ vào võ lực, nhờ vào khối viện trợ rất là dồi dào của Cộng sản quốc tế và sự hỗ trợ rất mạnh mẽ của tà phái Tây Phương. Nhưng mà Cộng sản đã không chiếm được nhân tâm vì cái bản chất
Và cái cách hành xử của một cái đảng Cộng sản nó cũng giống nhau, là dối trá và tàn bạo. Cả miền Bắc đã bị lừa, cả mặt trận giải phóng miền Nam đã bị lừa vào một cuộc chiến mà sau này chính Lê Duẩn đã công khai tuyên bố là ta đánh đây là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô. Có nghĩa là Cộng sản Việt Nam tự nguyện cõng rắn cắn gà nhà, sẵn sàng hy sinh cái sinh mạng của cả triệu người Việt Nam vào trong một cuộc chiến mà cái mục đích không phải là vì lợi ích lâu dài cho dân tộc Việt Nam. Tôi thì tôi vẫn quan niệm một cái cách tích cực là mình thua keo này thì mình bày keo khác, mình tìm cái may trong cái rủi để mà thắng, tìm đường sống trong lẽ chết để mà thoát. Cái rủi ro nhất của dân tộc Việt Nam là Hồ Chí Minh, và cái đại họa của nước Việt Nam là rơi vào cái chính thể Cộng sản. Nhưng mà trong cái rủi đó là một cái sự may mắn khác, là chính vì Cộng sản đã chiếm được hết miền Nam nên ngày nay họ không cần dối trá nữa. Vì thế mà Lê Duẩn mới dám công khai tuyên bố những cái câu phản quốc và phản dân tộc như vậy, anh thấy không? Thì ngày trước đó, mình nghĩ lại, Việt Nam Cộng Hòa đã phải vất vả đơn phương để mà chỉ ra cái bản chất phi dân tộc của Cộng sản Bắc Việt. Ngày nay thì cả toàn dân Việt Nam đang là nạn nhân trực tiếp rồi, và cả thế giới đều nhìn rõ cái sự khác biệt một trời một vực giữa cái nền dân chủ tự do của Việt Nam Cộng Hòa thời trước, mặc dù mình chỉ mới kịp xây dựng trong vòng 20 năm thôi, so với cái tình trạng tồi tệ, không có nhân quyền và nghèo đói khổ sở của Việt Nam ngày nay dưới chế độ của Cộng sản. Chính quyền Cộng sản càng đàn áp nhân quyền, càng ăn cướp tài sản của nhân dân, càng ăn cắp tài nguyên của quốc gia bao nhiêu, thì càng làm sáng tỏ cái chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa ngày trước và của người Việt quốc gia ngày nay. Việt Nam đang rơi vào vòng tay Trung Quốc. Nhưng mà trong cái lẽ chết này là một cái đường sống mới. Đó là cái sự dần dần thức tỉnh của người trẻ Việt Nam trong nước. Mặc dù họ đã từng bị nhồi sọ từ tấm bé những điều không thật về Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù họ xa lạ với lá cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng mà họ đang dần dần nhận ra rằng trung thành với đảng không có nghĩa là trung thành với Tổ quốc, nhất là khi mà cái đảng đó đang phản quốc. Và họ đang đứng về phía quan điểm của người quốc gia, họ đang mạnh mẽ lên tiếng đòi hỏi nhân quyền và chủ quyền cho Việt Nam. Việc của chúng ta là làm thế nào để mà vận dụng những cái may trong cái rủi để mà mở ra một đường sống cho một Việt Nam đang hấp hối, thưa anh. Thưa chị, nhiều quý vị khán thính giả có nhờ chúng tôi khi nào mời học gia Dương Nguyệt Ánh đến tham gia hội luận thì làm ơn hỏi dùm. Vì sao con cái ở nước Mỹ này, cha mẹ thường muốn con cái mình là theo học nào là tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, trong khi đó chị lại trở thành chuyên gia chất nổ và sau đó là khoa học gia chuyên chế tạo vòi bom cho quân lực Hoa Kỳ ạ? Dạ thưa, ngày đó chân ướt chân ráo vào trung học Hoa Kỳ với một cái vốn tiếng Anh chỉ có vài chục chữ thôi anh. Thành ra mặc dù là bản tính tôi rất là yêu văn chương nhưng mà đành phải đau khổ bỏ văn chương để theo học khoa học và toán để mà nghĩ là mình có thể bắt kịp được bạn cùng lớp nhanh chóng hơn. Thành ra khi lên đại học thì tôi mới quyết định theo đuổi ngành kỹ sư hóa và kỹ sư điện toán, thì cũng là kỹ sư đấy chứ anh. Nhưng mà không phải là làm những cái việc kỹ sư mà thường thường bố mẹ hay nghĩ, thông thường là con cái mình sẽ theo đuổi mà lại chọn đi làm chất nổ. Vì lớn lên trong chiến tranh nên tôi rất là quý và thương chiến sĩ của mình. Những người chiến sĩ đã từng bảo vệ cho chúng ta được sống bình yên và tự do trong suốt bao nhiêu năm ở Việt Nam. Rồi những người chiến sĩ Hoa Kỳ bây giờ đang tiếp tục bảo vệ cho chúng ta được sống bình yên và tự do ở đây. Thành ra tôi càng thương chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của mình ngày xưa đã phải chiến đấu trong một cái hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt và bất công. Thì tôi lại càng muốn cho chiến sĩ Hoa Kỳ ngày nay của chúng ta có được cái phương tiện dồi dào nhất và những vũ khí tối tân nhất để họ có thể thắng trận và trở về nguyên vẹn với gia đình ạ. Thưa chị, có những điều thuộc về bí mật quân sự hay là nghề nghiệp có thể là không thể nói một cách công khai được. Tuy nhiên đó chị, là cũng có người hỏi là bom áp nhiệt gọi là thermobaric thì có tác dụng gì, qua lời chị thường kể và qua các phương tiện truyền thông là để bảo vệ quân lực Hoa Kỳ trong các cuộc chiến ở hải ngoại. Sở thưa, cái mục đích của vũ khí áp nhiệt là làm thế nào để vươn tới được những cái mục tiêu nằm lẩn khuất ở xa. Thí dụ như là khi mà mình thả một quả bom ở ngay cửa của một địa đạo, nhưng mà mục tiêu của mà nó cần thanh toán lại nằm tút sâu ở bên trong, nhiều khi cách xa cả 1-2 cây số, ở sâu dưới lòng đất hay là trong lòng núi. Thì cái cách thông thường để mà tăng cái tầm ảnh hưởng của một quả bom là, một đó là làm cho nó lớn lên, lớn hơn để mình có nhiều chỗ mà chứa chất nổ,
Hoặc là một cách nữa là mình phát minh những cái công thức khoa học mới để tăng cái năng lượng của cái chất nổ đó, và nhờ vậy thì cái tầm ảnh hưởng của nó sẽ lớn hơn. Riêng trong trường hợp nếu mà mình muốn triệt tiêu những cái mục tiêu như là những cái bộ chỉ huy kiên cố, nơi mà địch quân ẩn trốn ở sâu trong lòng núi hay là trong lòng đất như là mặt trận A Phú Hãn đó, thì hai cái phương pháp vừa anh vừa kể đó không có hữu hiệu lắm. Là tại vì nếu mà mình làm quả bom lớn quá thì nó lại gây ra muôn vàn khó khăn về chế tạo, về chuyên trở và về tấn công. Còn nếu mà mình phát minh, cố tìm những cái công thức khoa học mới, hóa học mới để mà làm tăng cái năng lượng cho quả bom thì thật ra cũng không thể nào xuể được. Tại vì như lúc nãy đã giải thích rồi là thả quả bom ngoài ngoài cửa địa đạo, mà trong khi mục tiêu nằm tuốt sâu trong trong cả 1-2 cây số, mà quanh co trong lòng núi hay là lòng đất, thì không thể nào dù có tăng năng lượng bao nhiêu cũng không nào vươn tới được. Riêng trong cái trường hợp của vũ khí áp nhiệt thì cái năng lượng của cái chất nổ áp nhiệt nó so với những cái chất nổ thông thường khác thì nó cũng không có khác là bao nhiêu. Nhưng mà bằng một cái kỹ thuật khác, chúng tôi đã có cách để làm cho cái sức công phá của nó len lỏi được và tiến xa được, di động được vào trong những cái mục tiêu nằm lẩn khuất ở bên trong, thưa anh. Thưa, hồi đó khi mà Hoa Kỳ quyết định đem quân sang A Phú Hãn thì nhìn qua thì cũng biết địa thế của nước A Phú Hãn và biết là quân Taliban và quân khủng bố thường là trú ẩn ở trong những cái hang động và những cái bộ chỉ huy xây rất kiên cố ở bên sâu bên trong núi. Thành ra vì vậy cần phải có một cái loại vũ khí mới là vũ khí áp nhiệt để có thể triệt hạ được những cái mục tiêu đó, thay vì là phải gửi binh sĩ Hoa Kỳ vào tận bên trong để mà truy lùng địch quân, thì như vậy sẽ chết nhiều lắm. Và đó là một cái cách để mà tìm cách mà mình bảo vệ sinh mạng và bớt cái sự thiệt mạng cho binh sĩ Hoa Kỳ, thưa anh. Trở lại vấn đề thời sự thì thưa chị Dương Nguyệt Ánh, qua những lần mà chị phát biểu trên sân khấu hoặc là qua các bài báo phát thanh truyền hình đó, chị thường có những lời tâm tình gửi đến giới trẻ Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như là chị đã nhắn gửi đến thành phần phản chiến thường bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là bóp méo cái sự thật lịch sử. Thì ngày hôm nay đó, nếu chị có dịp phát biểu mà cấp lãnh đạo Hà Nội có thể nghe được thì chị sẽ nhắn gửi đến họ những điều gì, thưa chị? Thưa anh, tôi không có điều gì là nhắn nhủ với lại tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Bắc Việt hết, vì tôi không tin là họ còn lương tri nữa. Từ nhiều năm nay, cả triệu người Việt Nam trong và ngoài nước đã liên tiếp lên tiếng tố cáo những cái hành vi bán nước buôn dân của họ và cái tình trạng tồi tệ, càng ngày càng tồi tệ của người dân Việt Nam. Nhưng mà chúng ta thấy là họ không hề có một cái dấu hiệu nào là hối cải hay là một cái nỗ lực nào để sửa đổi hết. Cũng vì vậy mà người Việt quốc gia chúng ta không thể nào nghĩ đến cái chuyện hợp tác hay là hòa hợp, hòa giải gì với chính quyền Cộng sản được. Vì khi mà mình gọi là hợp tác, tức là mình phải có cùng một mục đích. Và trong khi mục đích của người quốc gia là làm thế nào cho người dân Việt Nam được tự do, được no ấm, làm sao để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trước cái mộng bành trướng của Trung Cộng. Còn mục đích của chính quyền Cộng sản ngày nay là làm đủ mọi cách để củng cố cho cái quyền lực cá nhân và quyền lực đảng, bất chấp mọi hậu quả cho dân tộc và cho Tổ quốc. Thì hai cái mục đích đó không những là đã không thể dung hòa được, mà lại còn đối nghịch nhau nữa. Thành ra vì thế tôi không nghĩ là tất cả chúng ta, chứ không phải riêng tôi, nên tốn thì giờ hay là tốn công sức để mà khuyên hay là nhắn nhủ gì với cái tập đoàn đỏ bán nước đó hiện nay, thưa anh.